at in terms of knowing who the next England manager will be, who will be making the decision. Was adamant that that's the man that England should be going for, right? Yeah, go for Pep. That was what Roy Keane said on ITV. He is the favourite. Gary, Thomas Tuchel, England manager. Pep Guardiola, about Guardiola becoming the next England manager. Vượt mặt Tuchel, Pep Guardiola chính là ứng cử viên số 1 cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh. Pep cũng không từ chối mà úp mở khả năng lên tuyển Anh làm việc. Các fan Man City bắt đầu run, vậy là Man City sẽ thua vụ kiện trước Premier League sao? Pep Guardiola đã bắt đầu tìm đường rời đội, chưa biết được, nhưng đây chính xác là thời điểm vàng để thuyết phục Pep Guardiola rời bỏ City. Việc Pep lên tuyển Anh sẽ tạo ra hai cuộc thay đổi lớn. Một là đế chế Man City sẽ đứng trước bờ vực sụp đổ. Hai là tuyển Anh rất có thể sẽ bước vào giai đoạn thống trị toàn thế giới trong rất nhiều năm về sau. Pep Guardiola, cái tên gắn liền với thành công ở mọi nơi ông đi qua, giờ đây lại đứng trước cơ hội tiếp quản một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhưng cũng nhiều áp lực nhất thế giới, đội tuyển Anh. Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Pep tại Premier League, nơi ông không chỉ xây dựng một Man City bất khả chiến bại mà còn thay đổi toàn bộ cách nhìn nhận về bóng đá tại xứ sở sương mù. Nếu FA có thể thuyết phục Pep về tuyển, đó sẽ là một bước đi mang tính chiến lược và đầy tiềm năng. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở việc mời Pep, việc ông từ chối ban đầu đặt ra câu hỏi. Phải chăng Pep đang chơi một ván bài tâm lý để giảm áp lực truyền thông, hay thực sự ông vẫn cảm thấy Manchester City là nơi mình thuộc về? Nếu Pep đồng ý, ông sẽ không chỉ là người tiếp quản tuyển Anh đâu, mà còn là nhân tố thay đổi diện mạo bóng đá Anh một lần nữa. Nhưng nếu không, FA phải đối mặt với áp lực khủng khiếp trong việc tìm kiếm một huấn luyện viên có tầm vóc ngang tầm. Liệu Pep có sẵn sàng đón nhận thử thách mang tên đội tuyển Anh hay không vẫn còn là một câu hỏi mở. Nhưng rõ ràng nếu ông chấp nhận, câu chuyện sẽ bước sang một chương mới đầy thú vị. Tin tức về việc Pep Guardiola trở thành lựa chọn hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên đội tuyển Anh đang gây bão trong giới bóng đá. Hiệp hội bóng đá Anh đã có buổi liên hệ không chính thức với Pep Guardiola từ đầu mùa giải. Họ muốn ông nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Anh sau khi Gareth Southgate ra đi, và điều này hoàn toàn không phải tin đồn trống rỗng. Tuy nhiên, một bước ngoặt đã xảy ra khi Pep Guardiola nhanh chóng phủ nhận thông tin này, khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Khi FA tiếp cận với Pep Guardiola, mục tiêu của họ rất rõ ràng: tìm kiếm một người đủ khả năng và tầm ảnh hưởng để đưa tuyển Anh thoát khỏi cơn khát danh hiệu kéo dài hàng thập kỷ. Sau thất bại tại Euro 2024 và trận thua bất ngờ trước Hy Lạp ngay tại Wembley, bóng đá Anh một lần nữa rơi vào tình cảnh khó khăn và chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia trở thành tâm điểm bàn luận. Tuy nhiên, Pep Guardiola đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Ông khẳng định mình vẫn là huấn luyện viên của Manchester City và chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc chuyển hướng dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Nhưng điều đáng chú ý là dù từ chối mạnh mẽ nhưng Pep cũng không hoàn toàn phủ nhận khả năng này trong tương lai. Ông để ngỏ cơ hội với câu nói, mọi thứ đều có thể xảy ra. Điều này gợi mở nhiều điều thú vị, đặc biệt trong bối cảnh hợp đồng của Pep với Man City sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2025. FA hoàn toàn có thể đang chờ đợi cơ hội này để đưa ra một lời đề nghị chính thức và dứt khoát hơn. Dù vậy, từ chối ban đầu của Pep Guardiola khiến mọi chuyện trở nên mờ mịt. Phải chăng đây chỉ là chiến lược của ông để tạo sự thoải mái trước áp lực công việc tại Man City, hay có một câu chuyện sâu xa hơn đằng sau quyết định này? Pep Guardiola là một trong những huấn luyện viên tài ba và giàu kinh nghiệm nhất hiện nay, và không ai có thể phủ nhận khả năng ông sẽ thành công nếu dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, liệu ông có thật sự phù hợp với vai trò huấn luyện viên tuyển Anh, một đội tuyển đã phải vật lộn với việc tìm kiếm danh hiệu trong suốt gần 6 thập kỷ qua? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể không nằm ở hiện tại mà ở tương lai. Pep Guardiola từng công khai rằng sau 9 năm dẫn dắt Man City, ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đã nghĩ đến việc tìm kiếm thử thách mới. Với kinh nghiệm và thành tích đầy ấn tượng từ Barcelona, Bayern Munich đến Manchester City, việc Pep tìm đến một đội tuyển quốc gia là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông đã từ chối ngay từ đầu, có thể chỉ là cách để giảm áp lực truyền thông và chờ đến thời điểm thích hợp để ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, FA vẫn đang tìm kiếm những phương án khác. Nếu không phải Pep Guardiola, họ có thể sẽ chuyển sang Thomas Tuchel, một huấn luyện viên cũng giàu kinh nghiệm và đã thành công ở cấp độ câu lạc bộ. Nhưng nếu nhìn vào cách Pep quản lý Man City và tầm ảnh hưởng của ông đối với nền bóng đá, FA có lý do để chờ đợi và cố gắng thuyết phục ông thay đổi quyết định. Dẫu vậy, khả năng Pep chấp nhận lời mời này vẫn còn bỏ ngỏ. Việc Pep Guardiola là cái tên đứng đầu trong danh sách ứng viên cho vị trí huấn luyện viên tuyển Anh là điều không quá ngạc nhiên. Ông là huấn luyện viên thành công nhất tại Anh trong suốt 7 năm qua và có sự am hiểu sâu sắc về cầu thủ đang thi đấu tại Premier League.
nơi nhiều cầu thủ chủ chốt của tuyển Anh đang chơi bóng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất Pep Bay phải đối mặt hiện nay không phải là tìm kiếm huấn luyện viên, mà là làm sao để thuyết phục Pep hoặc bất kỳ ai phù hợp với tầm vóc tuyển Anh chấp nhận thử thách lớn này. Có thể thấy việc tuyển Anh chưa có danh hiệu lớn nào kể từ World Cup 1966 tạo ra một áp lực khủng khiếp đối với bất kỳ ai ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Đối với Pep, người đã quen với việc làm chủ ở các câu lạc bộ lớn và giành những danh hiệu danh giá, việc dẫn dắt tuyển quốc gia với phong cách thi đấu và áp lực hoàn toàn khác biệt là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, đó cũng có thể là lý do khiến ông cảm thấy bị hấp dẫn bởi cơ hội này, một thử thách mà nếu vượt qua, ông sẽ ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Anh với tư cách là người mang về danh hiệu quốc tế đầu tiên sau gần 6 thập kỷ. Man City vừa mới thoát khỏi những ràng buộc pháp lý do quy định APT của Premier League. Quy định này được đưa ra nhằm hạn chế các hợp đồng tài trợ từ những công ty có liên hệ chặt chẽ với chủ sở hữu câu lạc bộ. Và Man City đã bị cáo buộc vi phạm khi ký kết những hợp đồng tài trợ lớn với các đối tác như Etihad và Puma. Việc Premier League ngăn chặn những hợp đồng này đã khiến Man City gặp không ít khó khăn về tài chính, dẫn đến việc câu lạc bộ quyết định khởi kiện và giành chiến thắng. Mặc dù thắng kiện trong vụ này, điều quan trọng là Man City vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng từ 115 cáo buộc vi phạm quy tắc tài chính, bao gồm các vi phạm liên quan đến báo cáo tài chính và tiền lương cầu thủ trong suốt 9 mùa giải. Những cáo buộc này có thể dẫn đến hậu quả rất nặng nề như việc Man City bị phạt điểm, thậm chí bị giáng xuống hạng nếu bị chứng minh có tội. Trong bối cảnh pháp lý rối ren như vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Pep có đang chuẩn bị cho một bước đi khôn ngoan nhằm tránh xa những vấn đề này? Nếu ông rời Man City sau khi hết hạn hợp đồng vào năm 2025, điều này có thể được xem là một cách rút lui an toàn, đặc biệt khi những hệ lụy từ cuộc chiến pháp lý vẫn chưa được định đoạt. Pep không chỉ là người đã đưa Man City đến đỉnh cao bóng đá châu Âu với cú ấn 3 lịch sử năm 2023, mà còn là một chiến lược gia khôn ngoan biết chọn thời điểm rời đi để bảo vệ uy tín của mình. Tuy nhiên, nếu ông quyết định dẫn dắt đội tuyển Anh, đó là một thử thách hoàn toàn khác biệt. Ông còn làm việc với cường độ liên tục như ở Man City, nơi ông kiểm soát mọi khía cạnh từ chiến thuật đội hình cho đến cả từng chi tiết nhỏ trong quá trình tập luyện hàng ngày. Việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia đồng nghĩa với việc Pep sẽ phải thích nghi với một phong cách làm việc khác. Ông còn quản lý liên tục mà phải đấu tâm lý từng trận một, một lĩnh vực mà Pep vốn không được đánh giá cao. Pep Guardiola nổi tiếng với lối chơi kiểm soát bóng toàn diện, yêu cầu cao về sự chính xác và tính tổ chức. Dẫn dắt đội tuyển Anh đồng nghĩa với việc Pep sẽ phải đối mặt với các trận đấu lớn ở những giải đấu ngắn hạn như World Cup hoặc Euro, nơi tâm lý chiến đóng vai trò quan trọng hơn cả sự chuẩn bị về mặt chiến thuật. Trong lịch sử, Pep chưa từng được đánh giá cao ở khía cạnh đấu tâm lý, đặc biệt là trong các trận đấu lớn có tính loại trực tiếp. Ở Man City, ông đã nhiều lần gặp khó khăn trong các trận đấu quan trọng tại Champions League trước khi giành được chức vô địch vào năm 2023. Nếu Pep nhận lời dẫn dắt tuyển Anh, ông sẽ phải đối mặt với những kỳ vọng cực lớn từ người hâm mộ, những người đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ để thấy đội nhà giành một danh hiệu quốc tế lớn. Không thể phủ nhận rằng Pep Guardiola là một trong những huấn luyện viên tài ba nhất thế giới. Và nếu ông đồng ý dẫn dắt đội tuyển Anh, đó sẽ là một sự kiện lớn trong giới bóng đá. Tuy nhiên, với những thử thách pháp lý đang bao trùm Man City, việc Pep có rời đi sau mùa giải này hay không còn là điều khó đoán. Rõ ràng nếu ông quyết định ra đi, đó sẽ là một bước đi chiến lược nhằm tránh xa những hệ lụy của cuộc chiến pháp lý chưa có hồi kết. Nhưng nếu ông chọn tuyển Anh làm điểm đến tiếp theo, đó sẽ là một thách thức khác hoàn toàn, nếu mà ông phải chứng minh khả năng quản lý tâm lý và chiến lược ở cấp độ đội tuyển quốc gia, một lĩnh vực mà Pep chưa từng có nhiều kinh nghiệm. Pep Guardiola nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Anh có thể được coi là một bước đi thuận lợi và tự nhiên hơn so với việc ông dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha hay bất kỳ đội tuyển nào khác. Trước hết, Pep đã có gần một thập kỷ gắn bó với nước Anh, nơi ông xây dựng di sản khổng lồ tại Man City. Không chỉ tạo ra một đội bóng thống trị, Pep còn có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy bóng đá của quốc gia này. Nhiều cầu thủ đã qua tay Pep tại Man City, sau đó trở thành những trụ cột quan trọng cho đội tuyển Anh. Ông đã giúp thay đổi quan điểm bóng đá ở Anh, từ lối chơi trực diện, thể lực thành một phong cách kiểm soát tinh tế và đầy sáng tạo. Nếu Pep dẫn dắt Tây Ban Nha, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Là một người Catalan đích thực, việc cầm quân cho đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bị coi là sự phản bội đối với những giá trị vùng miền mà Pep luôn đại diện. Thêm vào đó, mặc dù là một cầu thủ nổi tiếng thời ấy, Pep không thi đấu nhiều trận cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Điều này khiến việc ông gắn bó với Tây Ban Nha trên cương vị huấn luyện viên trở nên ít hợp lý hơn. Dù không ai dám nghi ngờ tài năng của Pep nếu ông nắm quyền đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng với thành công của Luis de la Fuente hiện tại, Pep sẽ gặp khó khăn về mặt danh tiếng. Nếu Pep không thành công, điều đó sẽ là một thất bại lớn. Nhưng nếu ông thành công, dư luận có thể cho rằng Pep chỉ kế thừa những thành quả mà De La Fuente đã xây dựng sẵn. Trong khi đó, tại đội tuyển Anh, Pep sẽ có cơ hội tạo dựng di sản riêng mà không bị ràng buộc bởi những áp lực tương tự. Vậy thì, nếu Pep Guardiola thực sự trở thành huấn luyện viên của đội tuyển Anh sau Euro 2024, chúng ta có thể thấy những thay đổi đáng kể trong cách ông chọn đội hình và sử dụng cầu thủ. Được biết đến với triết lý bóng đá kiểm soát và sự linh hoạt chiến thuật,
Pep chắc chắn sẽ mang đến làn gió mới cho đội tuyển Anh, đặc biệt là việc chọn ai sẽ được đá chính và ai sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị. Đầu tiên ở vị trí thủ môn, nhiều khả năng Pep sẽ tin tưởng Aaron Ramsdale. Lý do đơn giản là Ramsdale có khả năng chơi chân tốt, phù hợp với phong cách bóng đá kiểm soát và xây dựng từ hàng phòng ngự mà Pep ưa chuộng. Jordan Pickford hay Nick Pope đều là những thủ môn giỏi, nhưng họ có thể không có khả năng chuyền bóng tốt như Ramsdale, điều mà Pep luôn yêu cầu ở các thủ môn. Dino Henderson là một cái tên hoàn toàn có thể được tính đến khi khả năng chơi chân và phản xạ của cựu thủ thành Man United là tương đối cân bằng. Trong hàng phòng ngự, John Stones chắc chắn sẽ là một trong những cái tên không thể thiếu. Stones đã quá quen thuộc với Pep tại Man City và khả năng của anh trong việc chuyển đổi linh hoạt giữa trung vệ và tiền vệ phòng ngự sẽ là yếu tố quan trọng. Cặp với Stones có thể là Levi Colwill, một tài năng trẻ đang ngày càng khẳng định mình. Với việc Pep thường sử dụng các hậu vệ cánh dâng cao, Rich James và Ben Chilwell là những lựa chọn lý tưởng cho hai cánh, nhờ khả năng tấn công tốt và sự linh hoạt trong di chuyển. Ở hàng tiền vệ, có lẽ Pep sẽ đẩy mạnh việc sử dụng Trent Alexander-Arnold ở vai trò tiền vệ tổ chức. Trent đã nhiều lần được thử nghiệm ở vị trí này và sở hữu mọi tố chất để trở thành nhạc trưởng dưới sự dẫn dắt của Pep. Kết hợp với đó sẽ là Declan Rice, người có khả năng thu hồi bóng và kiểm soát không gian tuyệt vời, và Jude Bellingham, ngôi sao trẻ sáng giá của bóng đá thế giới. Bellingham sẽ mang đến sự sáng tạo và khả năng tấn công vượt trội từ tuyến giữa. Trong hàng công, Bukayo Saka và Phil Foden gần như chắc chắn sẽ có suất đá chính. Cả hai đều là những cầu thủ trẻ xuất sắc, đa năng và phù hợp với phong cách bóng đá của Pep. Họ có thể chơi ở nhiều vị trí tấn công khác nhau, mang lại sự linh hoạt và sáng tạo cho đội bóng. Ở vị trí tiền đạo cắm, Harry Kane vẫn sẽ là lựa chọn số 1 dù anh sẽ bước sang tuổi 33 vào năm 2026. Với khả năng dứt điểm sắc bén và tầm ảnh hưởng trong lối chơi, Kane sẽ tiếp tục là đầu tàu ghi bàn cho Tam Sử. Tuy nhiên, điều quan trọng là không phải tất cả ngôi sao hiện tại đều sẽ có cơ hội đá chính. Những cái tên như Jordan Henderson hay Kevin Phillips có thể sẽ phải ngồi dự bị khi Pep ưa thích những cầu thủ trẻ trung, giàu kỹ thuật và có khả năng chơi bóng đa năng. Thậm chí ngay cả Jordan Pickford, người hiện đang là thủ môn số 1 của tuyển Anh, cũng có thể phải nhìn đồng đội thi đấu từ băng ghế dự bị. Rõ ràng nếu Pep Guardiola nắm quyền, đội hình tuyển Anh sẽ trở nên kỹ thuật hơn, sáng tạo hơn và phù hợp với triết lý bóng đá kiểm soát chặt chẽ mà ông đã xây dựng suốt nhiều năm. Câu hỏi duy nhất còn lại là liệu Pep có thể mang đến thành công thực sự cho đội tuyển Anh, đặc biệt là tại kỳ World Cup 2026. Nếu Pep Guardiola nắm quyền tuyển Anh, việc tìm ra một số 6 phù hợp sẽ là thách thức lớn. Declan Rice hiện tại là lựa chọn hàng đầu, nhưng phong cách của anh thiên về phòng ngự, còn khả năng chuyền bóng không đáp ứng được yêu cầu cao của Pep trong việc kiểm soát bóng và triển khai từ tuyến dưới. Angel Gomez với vai trò kiến thiết lùi sâu có kỹ năng khá ổn, nhưng thể hình nhỏ bé của anh dễ bị áp đảo trong những pha tranh chấp. Kobbie Mainoo dù có khả năng thoát pressing ấn tượng, nhưng kỹ năng chuyền bóng của anh vẫn chưa đạt đến đẳng cấp mà Pep mong muốn cho vị trí này. Adam Wharton, tài năng trẻ nổi lên gần đây, cũng chưa đủ kinh nghiệm và sự ổn định để đảm nhận vai trò số 6 quan trọng cho đội tuyển Anh. Phương án an toàn nhất có lẽ là Pep sử dụng Rico Lewis cặp cùng Rice. Lewis đã chứng minh khả năng chơi lùi sâu tốt tại Man City với khả năng chuyền bóng, đọc tình huống và duy trì nhịp độ trận đấu, giúp Pep xây dựng tuyến giữa vững chắc và linh hoạt cho đội tuyển Anh. Vậy nếu xét đến toàn bộ câu chuyện này, việc Pep Guardiola nắm quyền ở tuyển Anh không chỉ đơn giản là một lựa chọn huấn luyện viên thông thường. Đây là bước ngoặt lớn cho cả hai phía. FA tìm kiếm người có khả năng đưa đội tuyển thoát khỏi cơn khát danh hiệu, trong khi Pep cũng đang đứng trước ngã rẽ của sự nghiệp. Ông đã chinh phục mọi thứ ở cấp câu lạc bộ và có thể đang cân nhắc một thử thách mới. Tuy nhiên, việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, đặc biệt là tuyển Anh, không chỉ đòi hỏi tài năng mà còn cần sự thích ứng với áp lực kỳ vọng từ một quốc gia luôn khát khao thành công. Dù Pep phủ nhận tin đồn, nhưng việc ông để ngỏ khả năng có thể chỉ ra rằng đây là một ván cờ mà tất cả phải chờ đến nước đi cuối cùng.